Paling besar di mama lah di Klaten. Cẩn tuân phụ dụ của chúa thượng, ta tuyên đọc hịch tòng quân. Đại Việt ta từ trước đều lấy đức hiếu sinh mà trị quốc an dân. Vậy mà giặc cướp xứ Tây cậy tàu đồng ngang ngược, cướp bóc bạo tàn lạm sát lương dân, khiến cho lòng người sục sôi căm hận. Nay ta ban hịch tuyển tướng tài dẫn binh diệt giặc. Hỡi anh hùng dũng sĩ đất Việt ta, hãy theo hịch tòng quân lên đài điểm binh tuyển tướng. Người Văn Đông đâu? Người Thanh Chiêm đâu?